Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Đột nhiên kết hôn cùng tổng giám, giọng đọc Lãm, chương 11. Trời ạ, Vương Tổng có cần cạn lời tới mức vô sĩ thế không? Cuối tuần trước là ai đã nấu một nồi cà ri cua cho mình? Giờ đảo mắt một cái đã mở miệng nói mình ăn hải sản tươi bị dị ứng. Ở trước mặt mọi người, Trần Hoài không dám lộ mạng với Vương Tri Tranh, cứng mặt căng da cười nói. Vương Tổng nói phải, tôi không ăn được. Sắc mặt của Lục Ngọc Ca bất tri bất giác mà trầm xuống. Ngô Đế Lâm sững sờ nhìn tình cảnh khó hiểu trước mắt, cô không biết rõ nội hàm trong đó. Chỉ là tam bát quái tạo cho cô một sức mạnh vô biên tiến hành não bộ. Cô có chút kích động lần thứ hai tới gần Trần Hoài thì thầm. Mẹ nó, Trần Hoài, Vương Tổng và ông rất xứng đôi đó. Ông công đi, công liền đi. Trần Hoài lần này thấy viên mãn, hai mắt Ngô Đế Lâm cuối cùng cũng coi như sáng rực. Phải thế chứ, Vương Tổng cùng mình rất xứng đôi. Bữa cơm này ngoại trừ Ngô Đế Lâm ra, bốn người còn lại đều không tính là vui vẻ. Sau khi Ngô Đế Lâm một mình càn quét hết đĩa tôm, Vương Tri Tranh rút cuộc khách khí, biểu thị là bọn họ phải đi trước. Vương Tổng mở miệng, Ngô Đế Lâm dù có muốn hóng bát quái thì cũng không có dám lưu lại. Cho nên ba người bọn họ ung dung rời khỏi chỗ, lưu lại Lục Ngọc Ca và Lý Thư Mộc tâm trạng nặng nề. Trở về công ty, thoát khỏi Ngô Đế Lâm, Vương Tri Tranh liền vây Trần Hoài ở giữa cầu thang không người. Người cũ của em thật khiến tôi nhức đầu. Vương Tri Tranh tự tiếu phi tiếu mà nhìn Trần Hoài. Tôi luôn được quan nghênh như thế. Trần Hoài cũng bất đắc dĩ mà xua tay. Cho nên anh phải biết trân trọng tôi đi. Vương Tri Tranh nói. Tôi không khiến em thất vọng chứ. Trần Hoài giơ ngón tay cái lên. Lão Vương thật sự là một người làm quan cả họ được nhờ. Vương Tri Tranh không để ý tới việc Trần Hoài dùng thành ngữ linh tinh, chỉ chậm rãi tiến lại gần. Trần Hoài có chút không được tự nhiên lùi về sau hai bước, mãi tới khi chạm vào lưng tường mới dừng lại. Không còn đường lui. Trần Hoài nghiêm túc suy nghĩ một chút, nếu như Vương Tri Tranh vẫn tiếp tục tiến tới hôn mình, vậy mình nên hôn nhẹ hơn hay là hôn nồng nhiệt tốt hơn? Hôn nhẹ thì tỏ ra vừa thận trọng vừa khắc chế, còn hôn nồng nhiệt thì vừa nóng bỏng vừa ham muốn. Thật sự khó có thể lựa chọn mà. Đáng tiếc Vương Tri Tranh không dựa theo tưởng tượng của Trần Hoài mà hành động. Hắn vươn một tay chống lên tường. Cái tư thế này, mẹ nó, đây không phải là Bích Đông trong truyền thuyết đó hay sao? Vương Tổng quả nhiên là bá đạo tổng tài khiến người người yêu thích. Giờ khắc này, anh sâu sắc hoài nghi trong nhà Vương Tổng có lén lút cất giữ các loại sách từ tiểu thuyết ngôn tình, sến lụa cho tới đam mỹ bá đạo tổng tài tràn ngập bạo lực cùng tình dục. Cúp bộ bá đạo tổng tài và sói tổng giám mà Ngô Đế Lâm não bộ không thành lập. Phải gọi là tổng tài với tổng tài mới tương đối thích hợp. Trần Hoài não bộ tới 9 tầng mây, Vương Tổng không phụ sự mong đợi, khóe miệng tà mị mỉm cười. Chỉ là lời thoại không giống như tưởng tượng của Trần Hoài. Lục Ngọc Ca dám ở trước mặt tôi câu dẫn vợ tôi, không ra uy với gã không biết ai mới là nam nhân của em. May mà Vương Tổng không nói là nam nhân của Vương Tổng. Trần Hoài não bộ đi lệch quỹ đạo. Hắn ta vốn cũng không biết ai là nam nhân của tôi mà. Vương Tri Tranh nói, rồi thì gã cũng sẽ biết. Là lúc nào? Trần Hoài không dám hỏi, mồ hôi chảy ròng ròng. Nói chuyện đi, tôi có chuyện này muốn nói với anh. Chuyện gì? Lục Ngọc Ca biết tôi ăn hải sản không bị dị ứng. Vậy thì sao? Vương Tri Tranh cũng không cảm thấy lúng túng, ánh mắt trái lại càng trở nên vô liêm sỉ. Vậy khẳng định gã lại càng cảm thấy khó chịu. Trần Hoài không có gì để nói, bởi vì suy đoán của Vương Tri Tranh không chút nghi ngờ là vô cùng chính xác. Lục Ngục Ca rõ ràng biết mình không bị dị ứng, cũng biết Trần Hoài biết rõ chuyện này. Thế mà Trần Hoài vẫn đứng về phe của Vương Tri Tranh ở ngay trước mặt của hắn. Tình huống này so với trường hợp mình thật sự bị dị ứng lại càng khiến Lục Ngục Ca khó chịu hơn. Lão Vương! Trần Hoài gọi một tiếng, ý vị sâu xa. Anh ghen nặng như vậy sẽ khiến lý trí của anh không còn minh mẫn đó. Em cũng biết tôi ghen. Ánh mắt của Vương Tri Tranh đột nhiên trở nên sắc bén. Hả? Trần Hoài bỗng dưng có chút hoảng hốt. Tôi đương nhiên biết Lục Ngọc Ca hiểu em nhiều hơn tôi. Vương Tri Tranh đột nhiên lên tiếng. Hắn dựa vào càng lúc càng gần hơn, gần tới độ Trần Hoài đã có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
Em thích ăn hải sản, đến tôi còn biết, sao gã có thể không biết? Tôi không biết giữa em và gã đã trải qua bao nhiêu. Trần Hoài mẫn cảm chú ý thấy ngữ khí của Vương Tri Tranh đã ít đi sự trêu đùa thường có, khiến anh cảm thấy vừa có một chút xa lạ, vừa có một chút nghiêm túc. Nhưng dù quá khứ có hiểu nhiều hơn nữa thì đã làm sao, quá khứ thì vẫn là quá khứ, cũng bởi vì sẽ không bao giờ có thể quay lại được. Phía ngoài cầu thang truyền đến tiếng bước chân, dường như có người đang đi ngang qua. Vương Tri Tranh yên tĩnh trở lại, bầu không khí ngất trời, có một chút ngột ngạt. Tiếng bước chân chỉ cách bầu không khí trầm lắng một cánh cửa này đã càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất. Tôi cảm thấy chúng ta cần phải công khai. Vương Tri Tranh bất ngờ lên tiếng. Chúng ta là quan hệ hôn nhân hợp pháp, không cần phải trốn trốn tránh tránh như vậy. Anh không sợ anh sẽ bị ảnh hưởng sao? Trần Hoài hỏi. Lục Ngọc Cao mới sợ ảnh hưởng, nếu như tôi sợ thì ngay từ đầu đã không kết hôn với em. Giọng nói của Vương Tri Tranh chưa từng nghiêm túc tới như vậy. Chớp mũi hắn đã chạm tới chớp mũi Trần Hoài, hô hấp của bọn họ hòa quyện vào với nhau, khiến ý thức Trần Hoài dần trở nên hỗn độn. Em tốt như vậy, trước đây gã đã không nắm lấy, hiện tại tôi sẽ không cho gã cơ hội đó. Câu cuối cùng này nói thật là có khí phách. Trần Hoài quyết định lựa chọn nóng bỏng mà ham muốn, nhào tới ôm cổ của Vương Tri Tranh, hôn lên môi của hắn. Nụ hôn này nồng nhiệt mà tràn ngập sự chiếm hữu. Tiếng cà răng cùng nút lưỡi khẽ vang lên, bầu không khí như bị đốt nóng, khiến cả hai dường như đang ở trên lò thiêu, cả trong và ngoài thân thể đều trở nên nóng rực. Cũng may là đang ở công ty, nếu không có khi cả hai sẽ không khống chế được thú tính của bản thân. Trần Hoài đang chìm trong mơ hồ hỗn độn, vẫn tranh thủ cảm khái một chút. Nụ hôn này kết thúc, hai người đều thở hồng hộc không thôi. Vương Tri Tranh gác cằm trên vai của Trần Hoài, giọng nói khàn khàn mang theo cảm xúc mãnh liệt sau nụ hôn dài. Khơi mào súng ống mà không được dập lửa, thật quá hại thân hại thể. Trần Hoài thầm nghĩ, không phải chỉ là cậu em nhỏ thiếu chút nữa mà bừng tỉnh trong lúc không để ý thôi mà. Nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng mỗi lần đều do Vương Tri Tranh dùng đủ loại tư thế cùng lời ngon tiếng ngọt khơi mào, thế nhưng người cuối cùng không kiềm giữ được lại đều là mình. Trần Hoài bất tri bất giác phát hiện mình cư nhiên lại càng thêm đối khác về phương diện kia. Vương Tổng không hổ là Vương Tổng, trêu chọc cũng trêu chọc tới khiến cho người ta không thể từ chối. Tới khi hai người đã bình ổn lại hơi thở rồi, Vương Tri Tranh mới khẽ cười một tiếng. Tại sao lại không muốn để anh tham gia chuyến du lịch cuối tháng? Trần Hoài cứng đầu một chút, mới chợt nghĩ tới chuyện mình nói dối Ngô Đế Lâm lúc ăn cơm. Loại thời khắc chứa đầy cảm xúc mãnh liệt này, vậy mà đầu Vương Tổng vẫn còn nghĩ tới cái chuyện khác được. Trần Hoài dứt khoát tự khai. Bởi vì em cũng ghen. Vương Tri Tranh. Hả? Trần Hoài bất đắc dĩ kể lại các nữ đồng nghiệp mấy ngày qua đều đang y y thân thể của hắn. Bọn họ thật sự là tinh mắt. Vương Tổng cảm khái. Trần Hoài trợn trắng mắt. Vương Tổng có thể đừng thản nhiên đối mặt với các lời khen ngợi bản thân mình như thế hay không? Nhưng mà bọn họ sẽ không có cơ hội đâu. Vương Tri Tranh cười cười, thân thể của anh là thuộc về em. Trần Hoài não bộ một chút hình ảnh Vương Tổng lộ thể, thật nhanh nuốt một ngụm nước miếng. Nếu như vậy, cho em sờ thử một cái được hay không? Tiểu Hoài thật sự cũng có chút không học được thẹn thùng. Vương Tri Tranh nói, có rất nhiều cơ hội cho em sờ đủ mà. Hoài thị dễ uống. Lão Vương ơi! Dimitri, thư tự động. Xin chào, hiện tại tôi không online. Khi nào online tôi sẽ liên lạc lại với bạn, không cần trả lời. Hoài thị dễ uống. Lúc này anh lại không online là sao? Anh không thấy xấu hổ à? Trần Hoài vừa quấy rầy Vương Tri Tranh ở trên WeChat, vừa liếc lịch để bàn bên cạnh. Hôm nay là cuối tuần mà. Thứ sáu, tuần trước anh và Vương Tri Tranh đã hẹn nhau. Cuối tuần này sẽ về nhà hắn ở. Tuy rằng Trần Hoài vẫn còn có chút chần chừ, nhưng nghĩ tới Vương Tổng mặt mày dày dạn, thản nhiên chen vào nhà mình như vậy, nên Trần Hoài cũng muốn xỏ một lần. Kết quả, chờ tới khi Trần Hoài đã thu dọn xong đồ đạc, chờ tới tan tầm, Vương Tổng cũng không thấy xuất hiện. Lẽ nào anh ấy đã quên chuyện này? Trần Hoài gãi cằm, nếu như thế, mình có thể cùng Vương Tri Tranh đại chiến 800 hiệp để cứu vãn tôn nghiêm không? Bọn Kiều Tinh và Ngô Đế Lâm cũng đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Kiều Tinh nhìn Trần Hoài. Nè Trần Hoài, sao ông lại mang cái túi lớn như vậy? Cuối tuần định đi đâu chơi à? Ừ.
Trần Hoài có chút chột dạ, hàm hồ mà cho qua chuyện. Đi đâu vậy? Ngô Đế Lâm chen vào. Chỉ là qua đêm ở nhà bạn thôi. Trần Hoài tiếp tục giả bộ ngớ ngẩn. Mấy người vừa nghe cũng không còn hứng thú truy hỏi, chỉ tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Không bao lâu sau, trong phòng làm việc cũng chỉ còn lại một mình Trần Hoài chống cằm chán nản, ngồi nhìn màn hình vi tính. Hay là ai về nhà nấy? Trần Hoài vừa mới lóe lên ý nghĩ này, còn chưa kịp hành động đã thấy Vương Tri Tranh vội vàng từ ngoài đẩy cửa chạy vào. Tiểu Hoài! Hắn trực tiếp chạy thẳng tới trước mặt của Trần Hoài. Thật sự xin lỗi, anh có cuộc họp rất quan trọng, tối nay e rằng sẽ về muộn. Trần Hoài nhìn sắc mặt khẩn trương của hắn, trên người mặc đồ vest phẳng phiu, giày da bóng loáng, nhìn qua cũng biết chắc là họp bàn các vấn đề chuyên môn quan trọng. Một chút bất mãn nhỏ nhỏ lúc nãy nhất thời tan thành mây khói. Hết cách, dù sao tổng giám cũng không giống công nhân viên bình thường, sáng 9 giờ đi, chiều 5 giờ về. Không sao, em tự về nhà được. Trần Hoài tỏ ra vô cùng thấu hiểu. Anh vốn cũng vì việc phải tới ở nhà của Vương Tri Tranh nên mới có hơi chút áp lực trong lòng. Giờ không cần phải đi, đối với anh mà nói quả thật là thở phào nhẹ nhõm. Ừ, em tự về nhà trước đi nhé. Vương Tri Tranh vừa nói vừa lấy ra một chùm chìa khóa đưa cho Trần Hoài. Em nhớ ăn tạm cái gì đó trước, anh về muộn một chút. Lúc về sẽ mua thêm đồ ăn khuya cho em. Trần Hoài nhìn chằm chằm chùm chìa khóa Vương Tri Tranh đưa cho, nhất thời chưa kịp phản ứng. Đây là chìa khóa nhà anh. Vương Tri Tranh thản nhiên nhìn thấy dáng vẻ nghi hoặc của Trần Hoài, nhất thời cũng phản ứng lại. À đúng rồi, em còn chưa biết nhà anh, để anh nhắn địa chỉ cho em. Trần Hoài đang muốn hỏi hắn là có ý gì, Vương Tri Tranh liền nhìn đồng hồ đeo tay. Anh phải quay về phòng họp ngay, nếu để Lưu Đình phát hiện anh trùn ra ngoài thì sẽ không dễ dàng giải thích. Dứt lời, liền thả chùm chìa khóa xuống, cúi người, khẽ hôn lên trán của Trần Hoài một cái. Em lái xe anh về đi, hiện giờ đang giờ cao tầm, có lẽ có chút tắc đường. Vương Tri Tranh nói xong, quả nhiên không dây dưa nữa, vội vội vàng vàng theo đường cũ mà đi ra ngoài. Còn lại mình, Trần Hoài vẫn ngây người ra như phỏng. Vương Tổng, anh có thể đừng tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì như thế được hay không? Cái ngữ khí kia, cái cách dùng từ kia, từ đầu đến cuối đều là một mực tỏ ra thái độ, nhà của chúng ta. Vấn đề là, cái nơi mà mình chưa bao giờ đặt chân tới lại có thể coi là nhà chúng ta được hay sao? Trần Hoài nhìn chùm chìa khóa trên bàn, nhất thời tâm tình phức tạp. Hành vi này của Vương Tri Tranh có thể nói là hoàn toàn mở lòng với mình. Anh ấy đã ở nhà mình mấy lần mà cho tới bây giờ mình vẫn chưa cho anh ấy chìa khóa nhà. Hai chuyện này đem so ra, đột nhiên Trần Hoài lại chợt sinh có một chút áy náy. Anh biết rõ tình cảm không phải là sự trả giá của một bên đơn phương độc mã. Anh bất giác cảm thấy mình cũng nên có gì đáp lại người ta. Anh đã tự chui ra khỏi cái vỏ ốc của bản thân, tự lực cố gắng bước tới gần Vương Tri Tranh. Thế nhưng vẫn là Vương Tri Tranh bước về phía anh nhiều hơn. Anh ấy thông dong tự nhiên tự tại vẫn bước đi về phía trước, không để ý khó khăn chướng ngại, tự hồ tràn đầy lòng tin đối với bản thân. Anh tin tưởng Vương Tri Tranh vẫn sẽ vững tin bước tiếp. Loại thái độ quyết chí này của anh ấy rốt cuộc cũng đã khiến Trần Hoài cảm động. Trạng thái đờ đẫn khi nãy đã vụt qua, di động của Trần Hoài rung lên báo có tin nhắn mới tới. Quả nhiên là của Vương Tri Tranh nhắn địa chỉ nhà của anh. Trần Hoài nhìn chằm chằm tin nhắn, nhìn lần đầu, tâm tình rất phức tạp, tác phong vợ chồng già của lão Vương thật sự khiến anh có chút xấu hổ. Lần thứ hai nhìn, đây không phải là khu đô thị nổi tiếng xa hoa đó hay sao? Thậm chí còn lên tới hơn 5 vạn một mét vuông. Trần Hoài còn nhớ lúc trước khi mình xem báo giá của khu này đã bị bạo kích một trận nghiêm trọng. Biệt thự, ta đến đây. Trần Hoài kích động cầm chìa khóa, quăng hết những ngại ngùng e thẹn vừa rồi, hớn ha hớn hở, hỏa tốc mà bay về phía biệt thự xa hoa. Đô thị cao cấp không hổ là đô thị cao cấp, vị trí nhà cửa được sắp xếp rất là trật tự quy củ. Trần Hoài đứng trước cổng tự tin bừng bừng trước ánh mắt soi mói của nhân viên an ninh, vênh váo quẹt thẻ tiến vào trong. Khi đi vào thang máy, ấn số tầng, cửa thang máy đang định đóng lại, chợt thấy một nam nhân xinh đẹp kêu lên, đợi một chút, chạy như bay tới. Trần Hoài vội giữ lại cửa thang máy, thanh niên kia cuối cùng cũng coi như an toàn mà chạy vào thang máy. Tâm tình không tồi, nói một tiếng cảm ơn. Trần Hoài cũng không có để ý. Anh tới trên lầu tôi nha. Không phải đó chứ, trước nay tôi chưa từng thấy anh. Anh mới dọn tới à? Người lạ kia tỏ ra thân thiện, liếc mắt nhìn số tầng Trần Hoài ấn,
bắt đầu bắn liên thanh. Tôi biết rất rõ người ở tầng này, anh chuyển tới căn nào vậy? Chợt người kia tự nhiên xoay vòng vòng nhìn Trần Hoài từ trên xuống dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm không chút che giấu. Trần Hoài nhìn ánh mắt của cậu ta, trong lòng thầm phỏng đoán, gay, gay. Kết quả người kia lại nói thẳng ra miệng, còn cười hì hì sáp lại gần. Thật sự trùng hợp, tôi cũng vậy. Trời ạ, cái này có cái gì mà trùng hợp với không trùng hợp chứ? Trần Hoài tự tiếu phi tiếu mà nói, không trùng. Người kia tựa như bị nghẹn một chút, buồn bực nói, tôi cũng không muốn trùng hợp, đây chỉ là thói quen của tôi mà thôi. Trần Hoài thành khẩn kiến nghị, đây là một thói quen. Người kia sờ sờ mũi một cái, tôi đến rồi, sau đó chạy trối chết. Nhà của Vương Tri Tranh rất lớn, nghĩ cũng không dám nghĩ, đó là một căn hộ thông tầng, 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, còn có một cái sân vườn rất đẹp, đúng là xa xỉ. Tóc hối cua kiểu dân chúng Trần Hoài, biểu thị khinh bỉ. Tuy rằng trang trí trong nhà khá đơn giản, nhưng cũng không kém phần cao cấp, có thể thấy, tuy không phức tạp, nhưng tất cả đều là kết quả của việc kỳ công thiết kế. Có tiền, thật là tốt. Trần Hoài hâm mộ lệ rơi đầy mặt, đóng cửa lại bắt đầu đi thăm thú khắp nơi trong nhà. Nhưng anh là người có chừng mực, tuy rằng Vương Tri Tranh luôn coi đây là nhà chung của bọn họ, nhưng Trần Hoài lại không thể coi như vậy được. Anh dạo một vòng trong đại sảnh, những nơi có tính riêng tư như phòng làm việc, chủ nhà còn chưa về, anh cũng không thể tự tiện mở ra xem. Sau khi đi dạo một vòng, Trần Hoài lại bắt đầu tìm cái ăn. Phòng bếp trong căn nhà Vương Tri Tranh là kiểu không gian mở. Trần Hoài liếc mắt, đã thấy ở trên bàn bày một cái đống đồ ăn ngon mắt. Lão Vương là heo sao? Trần Hoài nhìn đống đồ ăn trên bàn sinh ra một hoài nghi sâu sắc. Rất nhanh, Trần Hoài đã phát hiện trong đống đồ ăn đó có lẫn một tờ giấy mua đồ. Tất cả đều là đồ được mua vào ngày hôm qua. Tối hôm qua, chẳng lẽ là mua cho mình ăn sao? Trần Hoài cảm thấy suy đoán của mình đã dần tiếp cận được chân tướng. Xem ra lão Vương không phải là heo. Vậy thì anh ấy coi mình là heo sao? Trần Hoài lệ lại rơi đầy mặt. Không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc thì từ lúc nào mình lại để ấn tượng ăn như heo này cho Vương Tri Tranh vậy cả. Thôi, ăn no cái rồi nghĩ sao? Mỗi khi đối diện với đồ ăn mình thích, Trần Hoài đều không thể tập trung tinh thần suy nghĩ thấu đáo nổi. Sau đó Trần Hoài hùng hổ ăn hết sạch đống đồ ăn đó. Lão Vương, em no rồi. Trần Hoài cuộn người trên sofa nhắn tin cho Vương Tri Tranh. Đừng ăn no quá, lát về tôi mua thêm đồ ăn cho em. Vương Tri Tranh rất nhanh đáp lại. Không kịp rồi. Trần Hoài so so cái bụng của mình có chút chột dạ. Vương Tri Tranh thật lâu không có nhắn lại. Trần Hoài nhất thời cảm thấy nhàm chán, liền bò lên group bạn học cũ. Tình cảm của các thành viên trong lớp anh rất tốt, ngày nào trong nhóm cũng rất náo nhiệt. Trần Hoài nhân duyên tốt, trước đây trong group thường xuyên có người tìm anh nói chuyện, anh cũng tương đối hòa đồng. Thế nhưng từ khi xu hướng tình dục bị tiết lộ ra ngoài, tuy rằng bạn học trước sau đều không tỏ ra phản ứng gì đối với anh, nhưng trong lòng Trần Hoài vẫn luôn có cảm thấy hình như có mục nhọt, nên anh cũng dần dần trở nên ít nói trong group. Hôm nay tâm tình của Trần Hoài không tệ, cộng thêm đang quá buồn chán, vì vậy một phen song pha tán phét những đề tài trời ơi đất hỡi cùng đám bạn trong group. Tối thứ sáu cuối tuần, một đống khoe chiến tích lượn lờ ăn mạnh với người yêu, có đôi còn khoe ân ái phát thức ăn chó ở ngay trong group. Còn lại một đám độc thân cẩu tỏ ra phẫn nộ xả rủa chăm đốt cái đống thức ăn chó kia. Nhất thời người người câu sau tiếp câu trước vô cùng náo nhiệt. Mắt thấy thảm kịch quần ẩu, không cách nào tránh khỏi. Đồng chí Diêu Văn Bác đang bị nhóm cẩu độc thân tấn công thiêu đốt, lòng sinh độc kế. Quyết định tìm kẻ thế thân gánh vác sóng lửa giận này. Vì vậy, bạn nữ Đồng Hân Hân liền bị đẩy ra chiến trận. Diêu Văn Bác: Báo cáo, tôi muốn phát thức ăn chó là sản phẩm cực kỳ cao cấp. Hân Hân mới thật là con buôn thức ăn chó chất lượng tốt, mấy người phải thiêu sống cô ấy. Đồng Hân Hân: Diêu Văn Bác, ông cút ngay cho tôi, ông không còn là bạn thân nhất của tôi nữa. Trần Hoài: Mở nó, Văn Bác, ông không thấy xấu hổ à? Sản phẩm kép chất lượng của trường luật như ông mà cũng dám cao giọng, Hân Hân, tôi ủng hộ bà. Diêu Văn Bác: Tôi đã chuyển sang làm người làm chứng, còn không được hay sao? Tôi muốn báo cáo, Hân Hân sắp kết hôn rồi. Đồng Hân Hân cũng không giả bộ ngớ ngẩn nữa, gợi con ai canh biểu tình xấu hổ thừa nhận. Đồng Hân Hân:
Giờ bọn tôi vẫn còn đang chuẩn bị cho lễ cưới, khi nào chuẩn bị xong sẽ gửi thiếp mời tới cho mọi người. Khoe khoang ân ái sẽ bị quần thể công kích, nhưng nếu kết hôn sẽ lại được tất cả mọi người gửi lời chúc mừng. Mọi người gửi một đống lời chúc mừng kèm theo icon tung hoa. Đổng Hân Hân cũng âm thầm trách riêng với Trần Hoài. Đổng Hân Hân: Bé cưng à, mùng 8 tháng sau chị đây sẽ bày tiệc rượu, chú em nhất định phải có mặt vào ngày đó đó, đừng có mà không có đến đấy nhé. Trần Hoài: Biết rồi, lễ cưới của Thái Hậu thuộc hạ sẽ không dám không tới. Đổng Hân Hân đắc ý: Nhớ cho phong bì dày một chút, nếu không đến lúc đó đừng có trách chị đây ác. Trần Hoài: Đệt nó cũng quá độc ác rồi, may mà ông đây có tiền. Bên kia, Đổng Hân Hân chinh chiến trong rúp một lúc lâu mới rút cuộc đáp lại một tin. Đổng Hân Hân: Đúng rồi, chú em có đối tượng chưa? Đến lúc đó nhớ rủ đi cùng nha. Yên tâm, chỉ thu của chú em một phần tiền thôi. Trần Hoài do dự một chút. Đổng Hân Hân là bạn thân nhất trong lớp của anh, nên anh cũng không muốn hàm hồ cho qua chuyện với cô. Trần Hoài: Không biết anh ấy có đồng ý hay không nữa, để tôi hỏi anh ấy rồi nói sao. Đổng Hân Hân: Có đối tượng rồi. Dám không kể với chị đây là kẻ nào? Đẹp trai không hả? Trần Hoài: Đẹp trai. Đổng Hân Hân: Dáng dấp thế nào? Gửi một bức ảnh để chị đây giám định chút xem nào. Trần Hoài nhìn tin nhắn của Đổng Hân Hân, nhất thời đổ mồ hôi hột. Trần Hoài: Không gửi đâu, miễn cho cô em thấy tự ti. Đổng Hân Hân: Bày trò, một cành hoa sao có thể khiến bản thái hậu thấy tự ti. Trần Hoài: Không muốn đả kích bà đâu, nhưng anh ấy thật sự rất đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả tôi nữa. Đổng Hân Hân: Khiếp sợ, trên thế giới này có người đẹp trai hơn cả ông nữa cơ à, vậy bản thái hậu càng phải thưởng thức một phen. Đổng Hân Hân và Trần Hoài lúc thường không có chuyện gì làm, đều thỏa mãn thói hư vinh của đối phương. Lúc này Trần Hoài thản nhiên thừa nhận có một người còn đẹp trai hơn cả mình, thật sự khiến Đổng Hân Hân thấy khiếp sợ. Trần Hoài: Tuy rằng nghe như là mượn cớ, nhưng tôi không có hình của anh ấy. Cho dù có thì chưa được sự đồng ý của Vương Tri Tranh, Trần Hoài cũng không dám tùy tiện gợi ảnh. Đổng Hân Hân: Khinh bỉ, ông cũng biết nghe như là mượn cớ đó hả? Không biết phải đối phó với đủ mọi cách dụ dỗ của Đổng Hân Hân ra sao, Trần Hoài chỉ im lặng không hé miệng. Đổng Hân Hân cũng đành không có đánh mà lui. Đổng Hân Hân: Có cần phải giấu nam nhân của mình kỹ đến thế hay không? Hay thôi vậy, đến hôm cưới nhất định phải tới đó. Trần Hoài lúc này mới cảm thấy sảng khoái mà đồng ý. Trần Hoài: Nhất định. Trần Hoài nhắn tin với Đổng Hân Hân xong, đang chuẩn bị xem tivi thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Hả? Sao lại có người bấm chuông? Trần Hoài có chút sốt sắng. Chủ nhà không có mặt, một mình ở trong nhà của người ta, cảm giác không dễ giải thích. Không cần để ý, Trần Hoài quyết định bơ tiếng chuông cửa. Kết quả người đứng ngoài cửa vẫn không từ bỏ ý định, liên tục nhấn chuông, sau đó còn đập cửa rầm rầm. Mơ hồ có tiếng nói, nhưng bởi vì tường cách âm cho nên không có nghe rõ ngoài cửa nói cái gì. Chẳng lẽ có chuyện gì gấp? Anh vừa nghĩ vừa nhắn một tin nhắn cho Vương Tri Tranh nói rõ tình huống. Vương Tri Tranh lúc này lại rất nhanh chóng nhắn tin lại: Chắc là hàng xóm đó, em ra mở cửa thử đi. Trần Hoài: Vậy người ta hỏi em là ai, em phải trả lời sao? Dựa theo tình hình thực tế mà nói. Dựa theo tình hình thực tế? Nói mình là đồng nghiệp của công ty, làm gì có đồng nghiệp nào nửa đêm nửa hôm vô duyên vô cớ đơn độc ở một mình trong nhà của người ta. Trần Hoài muốn phát điên. Chồng. Vương Tri Tranh rất nhanh đáp lại thắc mắc của anh. Trần Hoài quyết định phát điên. Hàng xóm đều biết anh là gay sao? Trần Hoài đối với lối sống buông thả của chồng mình khó mà tin nổi. Không rõ lắm, hàng xóm tới gõ cửa nhất định biết. Vương Tri Tranh hoàn toàn tự tin. Tuy rằng tinh thần đang bị đả kích nghiêm trọng, nhưng Trần Hoài vẫn lủi tha lủi thủi đứng dậy mà đi mở cửa. Đến đây. Trần Hoài cũng có chút bạo phát. Lúc đi tới cửa, chuông cửa lại réo lên ầm ĩ. Đây là cái kiểu hàng xóm chấp nhất gì thế không biết. Kết quả, vừa mở cửa ra lại thấy một gương mặt quen thuộc, chính là cậu thanh niên vừa gặp ở trong thang máy lúc nãy. Cậu thanh niên kia nói là rất quen thuộc với tầng này, chỉ là nhà của Vương Tri Tranh. A Tranh, sao anh lại lâu quá vậy? Lời nói của thanh niên vừa ra được nửa miệng thì im bặt, kinh ngạc nhìn Trần Hoài. Sao lại là anh? Lập tức kinh hãi. Không thể nào, Vương Tri Tranh đã chuyển đi rồi sao?
dứt lời liền ngó đầu vào nhà ngó nghiêng. Hình như chưa chuyển. Trần Hoài đáp, tôi là đồng nghiệp của anh ấy. Đồng nghiệp? Thanh niên kia nghi ngờ quan sát Trần Hoài một chút. Xưa nay anh ấy đâu có dẫn đồng nghiệp về nhà đâu. Trần Hoài ho nhẹ một tiếng. A Tranh có nhà không? Người kia lại tiếp tục ngó đầu vào ngó nghiêng. Trần Hoài bất động thanh sắc ngăn cậu thanh niên kia ở ngoài cửa. Anh ấy còn chưa về, cậu có chuyện gì không? Không có gì, chỉ là tìm anh ấy nói chuyện phím thôi. Đối phương nhún nhún vai, nghi ngờ nhìn Trần Hoài. Anh thật sự là đồng nghiệp của anh ấy. Trần Hoài khẽ mỉm cười. Cậu thấy sao? Thanh niên dường như nhận ra cái gì đó, đột nhiên trợn to hai mắt. Anh không phải là bạn giường của anh ấy đấy chứ? Cái gì? Bạn giường? Sao mà tư tưởng của người này lại xấu xa quá vậy? Thanh niên dường như nhận ra mình đã nói lỡ lời, nhanh chóng lúng túng sửa lại. Ý tôi là bạn trai đó. Cũng không khác biệt lắm. Trần Hoài ngẫm lại, chuyện kết hôn khủng bố như thế, không cần tùy tiện đem ra hù dọa đối phương. Đối phương lập tức ảo não. Đệt nó, tôi theo đuổi anh ấy lâu như vậy, giờ đột nhiên anh ấy đã có bạn trai, một chút dấu hiệu cũng không có, thật không khoa học. Đúng là một chút dấu hiệu cũng không có, nửa tháng trước đến chính tôi cũng không có biết chuyện sẽ xảy ra và phát triển đến mức này. Trần Hoài nội tâm thổn thức, lập tức ý thức được, hóa ra người này đang theo đuổi Vương Tri Tranh. Lão Vương, được lắm, chả trách anh nói hàng xóm tới gõ cửa, khẳng định biết xu hướng tình dục của anh. Trần Hoài quan sát đối phương một chút, tuy rằng ăn mặc đẹp đẽ, dung mạo vô cùng thanh tú, lời nói mặc dù có chút buông thả, nhưng trong thang máy Trần Hoài cũng nhìn ra cậu nhóc này chỉ là cọp giấy không có răng nanh. Tâm lý xoay chuyển qua mấy khúc quẹo, trên mặt lại ngụy trang vẻ đàng hoàng trịnh trọng. Hai, anh ấy chính là người hiểu biết thế đó. Không biết người kia lúc đó tâm tình gì, lúng túng sững sờ nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Xem ra tôi không còn cơ hội rồi. Trần Hoài đáp lại. Tôi cũng thấy vậy. Người kia phẫn nộ. Làm sao mà nam nhân tốt đều có bạn trai hết vậy? Đúng vậy. Trần Hoài lời nói ý vị sâu xa. Cho nên cậu cũng tranh thủ tìm một nam nhân tốt mà gả đi đi. Người kia nói. Anh và A Tranh thật sự rất là xứng đôi. Tôi phục. Hả? Trần Hoài cảm thấy không hiểu rõ câu nói vừa rồi. Nói chuyện độc ác như nhau. Đại ca, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi, được không? Trần Hoài biểu thị không phục. Thấy chưa, còn thích ngụy biện như nhau nữa. Đối phương bổ sung. Đuổi được tình địch đi, Trần Hoài lập tức gửi tin nhắn sặc mùi ra hỏi cho Vương Tri Tranh. Lão Vương, anh cư nhiên dám nuôi nam nhân ở dưới lầu, có phải muốn trèo tường rồi có phải hay không? Lão Vương trả lời. Chồng em muốn trèo tường còn cần phải chuẩn bị hay sao? Chút chuyện cỏn con đó đâu cần phí nhiều sức lực tới vậy. Đệt nó, nói chuyện tự tin thấy gớm, còn không cảm thấy nhục nữa chứ. Trần Hoài thật sự muốn bắt Vương Tri Tranh quỳ bàn giặt. Nhưng anh còn chưa nghĩ ra đai nghiến thế nào, Vương Tri Tranh liền nhắn thêm một tin nhắn. Đó là hàng xóm dưới lầu, tên là Truyền Khả Dương, lát về anh sẽ giải thích cho em sao. Đến tên cậu ta anh cũng biết rõ, còn dám nói chưa sẵn sàng quá trớn. Vương Tri Tranh hiển nhiên không dễ bị dụ như vậy, ung dung nhắn lại một tin. Nếu không phải anh còn chưa ngủ với em, thì suýt nữa anh đang tin là em đang ghen đó. Trần Hoài tự cổ vũ chính mình, không được để cho thua. Anh cư nhiên không bị lừa, anh nhất định là không yêu em thật lòng. Anh chỉ là chưa bị tình yêu che mờ lý trí thôi à. Anh thật biết cách tìm cớ cho mình. Vương Tổng thì dù sao cũng là phái thực lực chứ. Vì vậy, lần giao tranh này vẫn là Trần Hoài thất bại mà kết thúc. Trần Hoài là một lần nữa cảm thán, tuổi trẻ mà đã có thể ngồi lên vị trí quản lý cấp cao, da mặt người kia nhất định không thể mỏng. Cuộc họp này của Vương Tri Tranh kết thúc rất muộn, chờ tới khi hắn lê cái thân uể oải trở về nhà, Trần Hoài đã ngủ quên trên ghế sofa. Trần Hoài ngủ rất thính, nghe thấy tiếng khóa cửa chuyển động là đã tỉnh lại. Lão Vương, anh đã về rồi. Trần Hoài giọng buồn ngủ nói một câu, cuốn họng còn mang theo chút khàn khàn. Đây là lần đầu tiên Vương Tri Tranh tăng ca đêm khuya về tới nhà, mà trong nhà vẫn còn sáng đèn, có người chờ mình. Trước đây, hắn luôn cảm thấy nhà mình quá lớn, ở một mình thật sự quá trống trải. Thế nhưng lúc này ánh đèn ấm áp đã lấp đầy mọi khoảng trống trong nhà. Trần Hoài ngồi dưới ánh đèn, hai chân cuộn trên ghế sofa, hai mắt tròn xe nhìn hắn. Hắn nhất thời cảm thấy không gian xung quanh dường như đã được ánh đèn ấm áp bao kính,
không còn sự trống trải lạnh lẽo như trước đây nữa. Ừ, hắn đáp lại một tiếng, cổ họng bởi vì thuyết trình cả ngày mà có chút khô khốc. Hắn nhấc chiếc hộp đồ ăn trong tay lên, cố gắng không để giọng mình nghe như là đang uể oải. Anh mang bữa khuya về cho em nè. Hu ra! Trần Hoài còn chưa tỉnh ngủ hẳn, dựa theo bản năng hoang hô một tiếng, thoạt nhìn có chút ngu ngốc. Vương Tri Tranh để đồ ăn xuống bàn, kéo Trần Hoài đứng dậy. Đi rửa mặt trước đã. Trần Hoài rửa mặt xong, đã thấy Vương Tri Tranh ngồi ở bên cạnh bàn ăn, dựa người vào thành ghế, giống như tư thế buông lỏng toàn thân sau mệt mỏi. Trần Hoài thấy trên người Vương Tri Tranh vẫn còn mặc chính trang, liền đi tới đẩy lưng của hắn một chút. Anh cởi vest ra trước đi. Vương Tri Tranh miễn cưỡng giơ hai tay lên, Trần Hoài cũng không nói gì, thuận thế giúp hắn cởi áo, tiện tay khoác luôn lên thành ghế. Trong nhà có vợ, đúng là không giống như trước kia. Vương Tri Tranh cảm khái. Trần Hoài nghĩ, thôi kệ, nể tình anh mệt thành như vậy, trước mắt không thèm tính toán với anh. Hợp gì mà muộn quá vậy? Trần Hoài vẫn luôn đi theo làm các dự án với Vương Tri Tranh, mặt nào cũng tiến hành thuận lợi. Anh không nghĩ ra được có chuyện gì lại khiến Vương Tri Tranh hao tâm tổn sức đến như thế. Thì vẫn là dự án của bên Gia Gia đó. Vương Tri Tranh cũng không có che giấu. Lục Ngọc Ca đã hủy bỏ mọi điều khoản đã thương thảo xong xuôi lúc trước. Anh ta muốn bàn bạc lại lần nữa. Trần Hoài vừa lấy đôi đũa ra liền dừng tay. Sao đột nhiên lại như vậy? Dự án này cũng đã bàn bạc xong xuôi một thời gian, dựa vào lịch sử hợp tác giữa Thái Thương và Gia Gia. Cho dù cũng có một chút ý nghĩa khác biệt, nhưng cũng không đến nỗi xóa bỏ hết mọi điều khoản đã thương thảo xong như thế. Vương Tri Tranh cười nói, không phải đột nhiên, chuyện này đã diễn ra nhiều lần trong quá trình hợp tác. Hắn nhìn Trần Hoài ý vị sâu xa mà nói, anh còn hoài nghi liệu có phải hắn ta đã biết chuyện chúng ta đã kết hôn rồi hay không? Không phải đó chứ. Trần Hoài biểu thị hoài nghi. Cũng chưa chắc. Vương Tri Tranh tiếp tục bình tĩnh mà ăn khuya. Dù sao anh và em ân ái cũng không xô đặc biệt rõ ràng. Rõ ràng là một mình anh xô ân ái nha. Trần Hoài đối với câu nói này rất không phục. Anh cảm thấy mình vẫn tương đối khiêm tốn. Chủ yếu là Lục Ngọc Ca cũng không phải là loại người vì lam nham mà giận cá chém thớt. Đối với gã, lợi ích so với ái tình còn quan trọng hơn. Vương Tri Tranh phân tích tâm lý của Lục Ngọc Ca, cho nên chỉ có thể nói là hắn có chủ ý khác. Ví dụ như, Trần Hoài hiếu kỳ, ngay từ khi bắt đầu, hắn ta đã không có ý định hợp tác với chúng ta ở dự án này. Vương Tri Tranh ngữ khí vô cùng khẳng định. Vậy gã hao tổn tâm trí lớn như vậy để làm cái gì? Trần Hoài cảm thấy đây không giống phong cách của Lục Ngọc Ca. Ai mà biết được? Vương Tri Tranh nhún vai. Nếu quả thật như lời anh nói, hắn ta căn bản không định hợp tác với Thái Thương, vậy sao anh còn bỏ nhiều tinh lực vào dự án này quá vậy? Trần Hoài có chút lo lắng. Vương Tri Tranh cười nói, dự án này anh nhất định phải làm, nhưng cũng không nhất định là phải hợp tác với Gia Gia. Trần Hoài nghe như vậy liền bừng tỉnh, rồi lập tức minh bạch giữa nghĩa bóng trong lời nói của hắn. Hôm nay Vương Tri Tranh mở cuộc họp dài dằng dặc như vậy là bởi vì Gia Gia, nhưng không hẳn là vì hùa theo yêu cầu điều chỉnh yêu cầu hợp tác với Gia Gia. Trần Hoài đối với sức quan sát, năng lực giải quyết và sự quyết đoán của Vương Tri Tranh lại có thêm một nhận thức mới. Thế nhưng anh cũng rất vui sướng nhận ra trong dự án này coi có rất nhiều bộ phận đang tiến hành làm bí mật. Bởi vậy, tuy rằng tràn ngập tò mò nhưng cũng không có dám hỏi thêm. Đồ ăn trên bàn đã vơi đi phân nửa, Trần Hoài lại vận động não. Anh có từng nghĩ rằng Lục Ngọc Ca là bởi vì em nên mới cố ý tìm cớ không? Vương Tri Tranh thật sự nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng cho ra kết luận. Là hắn ta tự bày ra một đống việc rách nát, anh thật sự không nhìn ra có điểm nào liên quan tới em. Trần Hoài chưa từ bỏ ý định, có khả năng là hắn ta đang che giấu nội tâm. Vương Tri Tranh gật đầu. Vậy phỏng chừng hắn ta không chỉ có vấn đề trong tình cảm mà còn có chút bại não. Trần Hoài mặt không chút cảm xúc. Lão Vương à, anh đang tự ám chỉ mình bại não à? Dù sao Lục Ngọc Ca đối với mình cũng chỉ là chút tình cảm quá khứ, còn vị trước mắt này không hiểu sao đã kết hôn với mình luôn. Bàn về trình độ bại não, ai dám so với hắn? Dường như Vương Tri Tranh đã nhận ra mình đã sai, liếc mắt đưa tình, nhìn Trần Hoài, ngôn từ tha thiết. Hai... Vì để xứng đôi với em mà anh đành phải hạ chỉ số thông minh của mình xuống tới 2 bậc. Anh dụng tâm chăm sóc em như thế,
Em ngàn vạn lần không được phụ lòng của anh đó. Vương Tổng biểu thị bản thân của mình đã hy sinh rất lớn. Trần Hoài cảm thấy mình không thể tiếp tục chịu thua, vì vậy đập bàn cái rầm, nỗ lực bày ra một mặt mụ già đanh đá vô cùng chuyên nghiệp. Nói, nam nhân tầng dưới là thế nào? Cậu ta là hàng xóm ở tầng dưới, có lần gặp mặt trong thang máy, rồi ai về nhà nấy. Chuyện sau đó thì em thấy rồi đó. Vương Tri Tranh khai tuốt tuần tuột, còn giả bộ thở dài. Anh cũng phiền não lắm. Nói tới đây, trên mặt lại toát ra một tia thú vị. Có lẽ sau hôm nay, phiền não của anh sẽ được giải quyết. Trần Hoài giờ mới hiểu được vì sao Vương Tri Tranh lại để mình một mình tới nhà hắn, còn khuyên mình ra mở cửa. Hắn đã sớm biết người ngoài cửa là ai, đây căn bản là một chuyện hắn muốn xảy ra. Vốn là Trần Hoài cảm thấy khó chịu khi bị lợi dụng mới đúng, nhưng thấy lão Vương giữ mình trong sạch, dứt khoát chặt đứng những người theo đuổi mình như vậy, ngược lại khiến Trần Hoài cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cảm giác khóe miệng của mình sắp không khống chế được mà nhếch lên tới nơi, Trần Hoài thầm nói một tiếng không tốt. Tính cách mất tự nhiên sắp bị phá vỡ, vì vậy nhanh chóng tiếp tục tỏ ra sừng sộ. Ở gần nhà nhau như vậy, chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới sẽ tiến tới với người ta hay sao? Nói thật, cậu thanh niên kia nhìn cũng không tồi, về phương diện ngoại hình, hẳn là một người rất được hoan nghênh. Vương Tri Tranh thản nhiên. Còn không phải chưa kịp tiến tới thì đã kết hôn rồi sao? Trần Hoài bị sốc. Lão Vương, em cảm thấy cuộc hôn nhân của chúng ta lần nữa bị khiêu chiến. Vương Tri Tranh cười ha ha, vương tay so đầu của Trần Hoài một cái. Đùa thôi, anh sẽ không ngoại tình. Trong lòng của Trần Hoài khẽ rung động. Vậy nếu anh ngoại tình thì sao? Vương Tri Tranh nhìn Trần Hoài. Anh sẽ không ngoại tình, quyền quyết định không phải ở anh mà là ở em. Trần Hoài sửng sốt. Chúng ta đã kết hôn, nếu như anh ngoại tình, vậy thì đó không còn là chuyện của một mình anh nữa. Vương Tri Tranh nói, ngữ khí của hắn vô cùng bình tĩnh, tựa như đang bàn chuyện công việc với Trần Hoài, không chút thăng trầm, đơn thuần tùy tiện mà xem xét. Cho nên, anh tôn trọng quyết định của em quyết định thế nào, anh sẽ phối hợp với em. Bọn họ đã kết hôn được một thời gian, Vương Tri Tranh luôn biểu hiện hắn rất có quyết tâm với cuộc hôn nhân này. Hắn rập khuôn từng bước kiên định, khiến Trần Hoài từng bước ra khỏi thế giới vốn đang đóng kín của mình. Hiện tại, Vương Tri Tranh để cho Trần Hoài nhìn thấy, hắn không chỉ có quyết tâm mà còn rất cẩn trọng. Hắn một đường chú ý tới cảm thụ của Trần Hoài, nhưng cũng không bức bách Trần Hoài phải tỏ thái độ giống như hắn, cũng không buộc đối phương nhất định phải đi con đường cùng con đường của mình. Hắn một mình xông pha lên phía trước, gạt bỏ toàn bộ bụi gai, sau đó dừng lại chờ Trần Hoài tiến lên. Thế nhưng, Vương Tri Tranh dừng một chút, cân nhắc tìm từ. Đây chỉ là tạm thời, cuộc hôn nhân của chúng ta được pháp luật bảo vệ, lẽ ra phải được tất cả mọi người chúc phúc. Cho nên, anh cũng không thể chấp nhận việc cả đời phải giấu giếm. Cả đời. Trần Hoài xưa nay không biết, hóa ra Vương Tri Tranh đã nghĩ xa tới như vậy. Mình còn chưa mở hết lòng ra với hắn, thậm chí còn chưa thấy rõ hoàn cảnh của con đường phía trước, mà đối phương đã vạch xong kế hoạch cho tương lai. Không hổ là Vương Tổng, thật sự biết nhìn xa trông rộng. Trần Hoài thổn thức.